Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật côn thực chiến. Kỹ thuật số 1 có tên là đánh từ trên đánh xuống. Thì phần đánh của mình là phần ở đầu côn này. Đó, phần này sẽ đánh vào đầu đối phương. Nhẹ thì sẽ gây chấn thương là tách đầu, chảy máu. Nặng là chấn thương sọ não, nên các bạn không nên tập với người nhé. Các bạn lưu ý là không nên tập với người mà chỉ nên tập với vật vô chi vô thức. Lưu ý tập với cái điểm đánh, giống như cái đích này. Hoặc bạn nào không có cái này thì các bạn lấy tờ giấy ra, hoặc là các bạn dùng cái lá cây gì đó các bạn tập, hoặc là các bạn nhà bạn có cái cây nào cũng được, các bạn canh nghe cái lá đó các bạn đánh, chứ các bạn không nên tập với người rất nguy hiểm. Lưu ý nhé, thuật này thì trên xuống là anh sao cho cái đầu côn ở đây chậm. Nếu các bạn đã quen rồi thì các bạn nhanh nhận cao nước. Rồi sau đó các bạn nhớ tập xong rồi thì các bạn tập nâng cao. Kỹ thuật nâng cao này dường như là nó rất khó rồi. Đi qua đây. Thuật nâng cao thì rất khó, các bạn phải tập lâu dài chứ không tập ngày 1, ngày 2 được. Đòi hỏi là mình phải phán đoán được phương hướng. Khi các bạn này nâng cao này, khi các bạn quay người đó, thì các bạn phán đoán được phương hướng, các bạn quay người. Thì mà các bạn phải quan sát được điểm đánh của mình. Nó yêu cầu thuật này nó phải tập 2-3 ngày thì mới được. Các bạn xem nhá. Khó hơn đấy này. Hai này. Một này. Hai. Một. Hai. Rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để tập thêm nhiều kỹ thuật nhé.